Cảm ơn sự trở lại của quý khán thính giả để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Và sau đây là phần tin châu Á sẽ được mở đầu với Hoàng Dung. Thưa quý khán thính giả, tại Hồng Kông, người biểu tình đã bác bỏ kêu gọi đối thoại của trưởng đặc khu hành chính. Một ngày sau khi thông báo chính thức rút lại dự luật dẫn độ, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông đã tổ chức họp báo vào hôm 5 tháng 9 năm 2019, kêu gọi nối lại đối thoại và chấm dứt bạo động. Những cử chỉ hòa hoãn của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, hay còn gọi là bà Carrie Lam, không thuyết phục được đa số người biểu tình, bởi chính quyền chỉ nhượng bộ một trong số 5 người đòi hỏi của phong trào đấu tranh vì dân chủ Hồng Kông. Đặc phái viên Stephen Lagarde từ Hồng Kông gửi về phóng sự ngắn sau đây. Cuộc cách mạng trong thời đại của chúng ta, giải phóng Hồng Kông, trên đây là những biểu ngữ xuất hiện trở lại trước Nghị viện Hồng Kông, chỉ vài giờ sau khi thông báo chính thức hủy bỏ dự luật dẫn độ. Trong cuộc họp báo không được chuẩn bị trước vào khuya hôm ngày 4 tháng 9, những người lên tiếng phát biểu đeo mặt nạ và đội mũ bảo hiểm của công trường tuyên bố như sau. Họ không hài lòng với thông báo của bà Carrie Lam. Họ giải thích thông báo này tựa như người ta dùng băng keo dính để băng bó cho những người bị thương nặng. Thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc đã đẩy một số các quốc gia châu Á và thế giới vô tội vào suy thoái. Lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu khiến người ta bắt đầu hỏi về tình trạng suy thoái, gây thêm lo lắng về công ăn việc làm và mức độ tăng trưởng. Cuộc thương chiến Mỹ-Trung đang phủ bóng đen lên nền kinh tế thế giới và những dấu hiệu cảnh báo về một cuộc suy thoái sắp xảy ra đã xuất hiện trên các thị trường tài chính toàn cầu. Suy thoái không gây ra mối đe dọa ngay lập tức với các nền kinh tế lớn nhất ở châu Á, mặc dù mức độ phát triển ở những nơi này đang chững lại, tức là bị lùi lại. Tuy nhiên, một số nền kinh tế nhỏ hơn trong khu vực bao gồm Hồng Kông và Singapore chắc chắn là đang đứng trước rủi ro. Ông Louis Curtis, là người đứng đầu bộ phận kinh tế của châu Á tại Oxford Economics, đã gọi những quốc gia này là những kẻ ngoài cuộc vô tội trong cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Ông nói, đây là những nền kinh tế nhỏ và cởi mở, nơi mà hoạt động thương mại và thương mại với Trung Quốc là cực kỳ quan trọng. Và kính thưa quý vị, cũng đúng như anh Mai Tuấn vừa nói, thì ông Curtis cũng chỉ ra rằng những gì đang xảy ra với Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn tới các phần còn lại của châu Á, đặc biệt là các nền kinh tế lớn như là Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc. Dưới đây là những đánh giá về những lý do khiến cho một số nền kinh tế hàng đầu của Đông Nam Á đang phải đối diện liên quan tới nguy cơ suy thoái. Tại Hồng Kông, trung tâm tài chính này của châu Á đang chống lại áp lực của sự phát triển chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc, cuộc thương chiến và tình trạng bất ổn chính trị. Một số nhà kinh tế cho rằng các yếu tố kết hợp này không bao lâu sẽ đẩy vùng lãnh thổ này vào suy thoái. Tổng sản phẩm quốc nội đã giảm 0,4% trong 3 tháng tính đến tháng 6 so với quý trước. Nhưng những con số đó không thể hiện được tác động của các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ diễn ra tại Hồng Kông trong suốt hơn 2 tháng qua, đánh vào doanh số bán lẻ và du lịch. Các nhà kinh tế ở DBS và Capital Economics nằm trong số những người cho rằng các số liệu của quý 3 dự kiến đưa vào tháng 11 sẽ cho thấy Hồng Kông về mặt kỹ thuật là đã rơi vào tình trạng suy thoái, vốn được định nghĩa là rơi vào tình trạng hai quý tăng trưởng âm liên tiếp, thưa quý vị. Và dĩ nhiên, thưa quý vị, sau Hồng Kông là đến Singapore. Singapore là quốc gia vốn phụ thuộc vào thương mại này bị tác động bởi nhu cầu toàn cầu giảm, sự tăng trưởng chậm của Trung Quốc và cuộc thương chiến. Singapore phụ thuộc vào xuất khẩu công nghệ cao và nhu cầu về các mặt hàng điện tử trên khắp thế giới đã giảm xuống, đã phủ bóng lên triển vọng kinh tế của nước này. Nền kinh tế giảm 3.3% trong quý 2 vừa qua trên cơ sở điều chỉnh hàng năm theo mùa. Điều đó khiến cho chính phủ phải cắt giảm dự báo tăng trưởng trong năm 2019 xuống còn từ 0 đến 1%. Vẫn theo Oxford Economics, dự báo rằng số liệu tổng sản lượng GDP quý 3 theo kế hoạch sẽ được công bố vào tháng 10 sẽ cho thấy tình trạng giảm nhẹ, và điều đó đồng nghĩa với việc Singapore về mặt kỹ thuật sẽ bước vào một cuộc suy thoái. Ông Curtis đã nói tác động của cuộc thương chiến lên Hồng Kông cũng như Singapore lớn hơn là lên bản thân của Trung Quốc, ngay cả khi không ai áp dụng bất kỳ thuế quan nào lên các nền kinh tế này.
bước ra một bản tin khác, thì quần đảo Solomon sắp cắt đứt quan hệ với Đài Loan và xích gần lại với Trung Quốc. Quần đảo Solomon dự kiến cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và xích lại gần hơn với Trung Quốc. Lãnh đạo của một nhóm cấp cao của chính phủ, đại diện cho quần đảo ở Nam Thái Bình Dương cho biết như vậy. Nhà lập pháp Peter Shano Agovaka đã nói với một ủy ban quốc hội rằng, sau 4 thập kỷ độc lập và có mối quan hệ liên minh lâu dài với Đài Loan, đã đến lúc phải thay đổi. Ông Agovaka là một bộ trưởng cấp cao và cũng là một nhà lãnh đạo của một nhóm chính phủ mới tập hợp để trao đổi trực tiếp với Bắc Kinh. Theo Reuters, chính phủ vẫn đang chờ một báo cáo của nhóm làm việc về vấn đề trên trước khi chính thức chuyển hướng quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Tin cho hay, nhóm làm việc này gồm đa số các nhà lập pháp ủng hộ sự thay đổi ngoại giao. Đài Loan cho biết họ đang theo dõi diễn biến ở quần đảo Solomon. Và cũng theo Reuters, thì hiện chỉ có 17 quốc gia công nhận Đài Loan. Tổng thống Philippines dọa sẽ bắn bỏ 1.700 tù nhân đã được tha nhầm nếu không quay trở lại nhà tù. Ông Rodrigo Duterte đã kêu gọi 1.700 tù nhân đã được thả sớm theo lệnh ân xá phải trở lại nhà tù, nếu không thì sẽ bị truy nã, và sau khi dấy lên nhiều chất vấn về tính hợp pháp trong việc họ được trả tự do. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc họp báo hôm cuối tuần qua, ông Duterte đã cho biết trong số các tù nhân đó có những người từng bị phạt tù vì tội cưỡng hiếp và giết người. Tổng thống Duterte nói, nếu tôi là quý vị, tôi sẽ tới nộp mình tại đơn vị cảnh sát hay quân đội gần nhất cho dù ở bất cứ đâu. Đồng thời, ông Duterte còn cho biết là ông sẽ treo thưởng để bắt những tù nhân không chịu tuân thủ lệnh này. Ông nói tiếp, tôi sẽ treo thưởng 1 triệu peso, tức là tiền Philippines, cho mỗi cái đầu, dù sống hay là chết. Ông Duterte cũng yêu cầu lãnh đạo nhà tù từ chức, cáo buộc ông này đã không tuân thủ mệnh lệnh không được phóng thích những tù nhân phạm các tội ác nghiêm trọng. Philippines gửi 60 công hàm phản đối hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines, ông Teodoro Locsin vừa cho hay là chính quyền Manila đã gửi tổng cộng 60 công hàm phản đối những vụ xâm nhập của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông nói, dù tôi tin rằng việc gửi công hàm phản đối ngoại giao giống như là quăng tờ giấy vào bức tường gạch, tôi vẫn làm như thế. Vì bằng cách đó, không ai có thể nói chúng ta từ bỏ điều mà chúng ta tin tưởng là quyền của mình. Ngoại trưởng Locsin đã phát biểu trước các nghị sĩ Philippines vào hôm 4 tháng 9. Tuy nhiên, thì ông Locsin đã bác bỏ đề nghị công khai những bản sao của các công hàm phản đối, và ông lập luận đây là vấn đề liên lạc nội bộ giữa Philippines và Trung Quốc. Ngoại trưởng Locsin đã đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 28 tháng 8 cho đến ngày 1 tháng 9. Trong chuyến thăm đó, Tổng thống Duterte đã nhấn mạnh nhu cầu cho ra sớm bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông và nêu phán quyết vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc. Mặt khác, ông Duterte đã gây xôn xao khi nhất trí với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng hai bên quyết định thành lập Ủy ban Chỉ đạo Liên Chính phủ và Ủy ban Hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước để xúc tiến việc thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông với tỷ lệ ăn chia là 60/40 nghiêng về Philippines. Bản tin sau cùng về châu Á cho hay là Triều Tiên lại cáo buộc Hàn Quốc nuôi mộng tấn công Phủ Đầu. Bình Nhưỡng đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Nam Hàn biên chế siêu tiêm tích F-35A, gọi đó là dấu hiệu chứng tỏ Hàn Quốc chưa từ bỏ tham vọng tấn công Triều Tiên. KCNA nói, hành động liều lĩnh này cho thấy những kẻ hiếu chiến ở Hàn Quốc vẫn nuôi mộng tung đòn đánh Phủ Đầu nhắm vào chúng tôi. Và thưa quý khán giả, theo KCNA, thì họ đã đề cập việc Hàn Quốc nhận bàn giao và biên chế loạt tiêm kích tàng hình F-35A do Mỹ chế tạo. Họ nói, hoạt động tăng cường lực lượng của Hàn Quốc là lý do để Triều Tiên áp dụng biện pháp loại bỏ các mối đe dọa an ninh quốc gia bằng cả hành động trực tiếp và gián tiếp. KCNA đã cho biết thêm, dường như đề cập tới loạt vũ khí tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng, Hàn Quốc đã công bố thương vụ mua 40 máy bay tàng hình loại F-35A với trị giá khoảng 7 tỷ Mỹ Kim hồi năm 2014 nhằm
tăng cường năng lực tác chiến. Đây được coi là thành phần quan trọng trong chương trình tấn công phủ đầu của chính quyền Nam Hàn mang tên chuỗi tiêu diệt nhằm răn đe Bình Nhưỡng. Bản tin vừa qua đã chấm dứt phần tin châu Á và sau phần thông tin thương mại, mời quý vị trở lại để nghe tiếp phần tin Việt Nam với một vài tin chính như sau. Chính phủ Việt Nam dự định mua lại toàn bộ cổ phần tư nhân của Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam. Việt Nam chia điểm cho Thái Lan tại vòng loại World Cup.